Xin chào cả nhà, hôm nay anh Ba sẽ lên cho mọi người test một chiếc khuôn ông già Noel. Chiếc khuôn này thì là một chiếc khuôn hũ, thành phẩm đó là sẽ là hũ hoặc là một cái chậu để trồng cây nha cả nhà. Thì cũng như bao chiếc khuôn hũ, chiếc khuôn đế khác thì silicon của dạng này thì nó sẽ cứng hơn những silicon còn lại một tí, nhưng vẫn giữ cái độ dẻo dai, vẫn giữ cái độ đàn hồi rất là tốt. Bóp chiếc khuôn này ra hơi khó, hôm bữa thì anh Bơ để cái móng hơi dài á mọi người, cho nên là bóp hơi khó. Thì lần sau anh Bơ sẽ cắt cái móng đi bớt. Và mọi người lưu ý, khi mà bóp những chiếc khuôn này á thì đừng có như anh Bơ, mọi người để cái móng quá dài á, hơi cắt ngắn và cắt sát thì càng tốt nha cả nhà. Anh Bơ hôm bữa gọi là để móng dài để có công việc á, cho nên là bóp hơi nó khó một tí và hơi lâu một tí. Về cái nguyên liệu mà anh Bơ dùng để làm chiếc khuôn này thì bằng Z-Monica. Ngoài ra thì mọi người có thể dùng xi măng hoặc là thạch cao để đổ chiếc khuôn này nha. Thành phẩm chiếc khuôn là sẽ ra một chiếc chậu hoặc là một chiếc hũ. Trường hợp nếu mà mọi người muốn làm chậu á, thì đây là thành phẩm để mọi người có thể làm chậu hoặc là làm gọi là đồ cắm bút á, mọi người cắm bút viết hoặc là để dùng làm chậu trồng sen đá nè. Trường hợp mọi người muốn làm hũ nến á, thì mọi người cứ cắt bớt cái phần nhô ở giữa là mọi người có thể sử dụng để làm hũ nến. Đây là thành phẩm sau khi mà mình bóc khuôn. Đó, một ông già Noel rất là dễ thương nha. Ở bên ngoài thì cái khuôn khá là to, kích thước. Và mọi tư vấn thì mọi người liên hệ qua Zalo hoặc là liên hệ vào Instagram của mình, thì mình sẽ giải đáp và gửi hình ảnh về kích thước khuôn cho mọi người nha. Ở đây thì khuôn anh Bơ có nhận order luôn nha cả nhà. Thì mọi người có thể trồng cây hoặc là cắm bút viết hoặc để decor trang trí rất là ok.